hãy nhấn like và share ở đây và nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo mới nhất từ kênh nhé. Tottenham tràn đầy quyết tâm giành trọn 3 điểm khi được thi đấu trên sân nhà Wembley. Gà trống đang có phong độ cực tốt với 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League và trong 2 trận gần nhất đã ghi tới 11 bàn. Phong độ ấn tượng này giúp họ vượt qua Man City để chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của Man City. Ngay khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, Tottenham nhanh chóng dâng lên tấn công và có thời điểm kiểm soát trận đấu với tỷ lệ 75%. Hết Son Heung-min rồi đến Christian Eriksen liên tục uy hiếp khung thành của Wolverhampton nhưng không thắng được thủ thành Rui Patricio. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 22, Harry Kane đi bóng rồi tung ra cú cứa lòng bằng chân trái tuyệt đẹp vào góc xa, ghi bàn mở tỷ số. Sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ Tottenham vẫn tràn lên tấn công mãnh liệt nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Son Heung-min vẫn là người hoạt động tích cực nhất với những tình huống đi bóng và dứt điểm khá nguy hiểm. Wolverhampton trong khi đó chỉ biết co cụm phòng ngự và thỉnh thoảng có vài tình huống phạt góc không gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của Tottenham. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Tottenham. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Wolverhampton chủ động dâng cao tấn công, dựa chủ yếu vào tốc độ và khả năng đi bóng của Adama Traoré. Thế nhưng các pha phối hợp của họ vẫn chưa thực sự sắc nét. Trong khi đó, Tottenham chủ động chơi trọng và sử dụng những pha phản công khá nguy hiểm. Hai đội thi đấu cầm chừng và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Huấn luyện viên Nuno Santo đã tung liền hai cầu thủ Hernan Costa và João Moutinho vào sân để tăng cường sức tấn công. Sự thay đổi này đã gần như ngay lập tức phát huy tác dụng. Đến phút thứ 72, Wolverhampton bất ngờ có bàn gỡ hòa. Trung vệ William Boly trong pha lên tham gia tấn công đã đánh đầu ghi bàn sau pha đá phạt góc của Moutinho. Sau bàn gỡ hòa, Wolverhampton tràn đầy hưng phấn và liên tục ép sân đội chủ nhà. Trong khi đó, Tottenham có phần bị choáng và không thể lấy lại thế trận. Không những thế, chỉ hơn 10 phút sau, Wolverhampton đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của tiền đạo Raúl Jiménez. Và đến phút thứ 87, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị, Hernan Costa chính thức chấm dứt mọi hy vọng có điểm của Tottenham với pha dứt điểm ở góc hẹp. Dù trận đấu được bù giờ tới 5 phút, nhưng Tottenham vẫn không thể có thêm bàn thắng nào và đành chấp nhận trận thua ngược 1-3 đầy cay đắng. Thất bại này đã chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của gà trống, đồng thời đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã chủ động đẩy cao đội hình chơi pressing như thường lệ. Họ khiến các hậu vệ và thủ môn Arsenal thực sự gặp lúng túng trong việc triển khai bóng lên phía trên. Với thế trận như vậy, việc Jacob để Arsenal chọc thủng lưới trước có thể xem là một bất ngờ. Phút thứ 12, tức là chỉ 2 phút sau khi thử tài thủ môn Alisson bằng cú đá chân trái từ góc hẹp, tiền vệ Iwobi có đường căng ngang dọn cỗ từ cánh trái vào cho Martinelli xuất hiện kịp thời để bóng vào lưới trống. Đây mới là lần đầu tiên Liverpool bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số trong một trận đấu ở sân nhà Premier League trong năm 2018. Tuy vậy, các cổ động viên đội chủ nhà cũng không phải sống trong trạng thái hồi hộp quá lâu. Phút thứ 15, sau một tình huống rối loạn của hàng thủ Arsenal, hậu vệ phá bóng vào lưới nhau, Firmino đã thoát xuống và dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống, gỡ hòa cho Liverpool. Chỉ 2 phút sau, Firmino lại lên tiếng và lần này pha làm bàn của anh ấn tượng hơn nhiều. Có bóng cách khung thành Arsenal chừng 35m, tiền đạo này đột phá thẳng vào trung lộ, loại bỏ hai cầu thủ đối phương trước khi đánh bại Nốt Neno bằng cú đá chìm hiểm hóc. Hưng phấn sau khi đảo ngược được tình thế, Liverpool càng đá càng thanh thoát, trong khi Arsenal tỏ ra choáng váng trước sức ép khủng khiếp của đội chủ nhà. Phút thứ 31, hy vọng kiếm điểm của pháo thủ gần như tan thành mây khói, nhận đường chuyền dài vượt tuyến từ sân nhà, Salah ngay lập tức căng ngang từ cánh trái vào cho Mane, đệm lòng tung lưới đội khách nâng tỷ số lên 3-1. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, chính Salah lại kiếm được cho Liverpool quả phạt đền. Từ cự ly 11m, anh sút bóng cực mạnh vào chính giữa khung thành, ghi bàn thắng thứ 4 cho đội chủ nhà, ngay cả khi thủ thành Neno đã chạm từ tay vào bóng. Tạo ra được lợi thế quá lớn, Liverpool được quyền chơi như đi dạo trong hiệp 2, còn Arsenal cũng không quá thiết tha trong việc tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Phút thứ 65, đại diện thành London còn để thua thêm một bàn, cũng từ chấm phạt đền. Lần này Kolasinac là tội đồ khi phạm lỗi với Lovren trong vòng cấm, qua đó tạo điều kiện cho Firmino trở thành cầu thủ Brazil thứ 3 sau Firmino và Afonso Alves lập được hat-trick ở giải Ngoại hạng Anh. Firmino quả là rất có duyên với mảnh người Arsenal khi đã chọc thủng lưới đội bóng này đến tới 8 lần. Ở giải Ngoại hạng Anh, chỉ có một cầu thủ Liverpool làm được hơn anh là cựu tiền đạo Robbie Fowler 9 bàn. Trong những phút còn lại, cả hai bên cũng tạo ra được một số cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Do ở trận đấu sớm trước đó, Tottenham bất ngờ để thua Wolverhampton với 1-3 ngay trên sân nhà. Bây giờ khoảng cách giữa Liverpool 54 điểm và đội xếp thứ hai thời điểm này là Spurs đã tương đương với số điểm 3 trận thắng.
Man City lúc này đang tụt xuống vị trí thứ 3 với 44 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Sớm nhận cú sốc khi để Arsenal mở tỷ số ngay trên sân nhà. Vậy nhưng Liverpool không hề có dấu hiệu nao núng hay áp lực tâm lý gì để ghi tiếp 5 bàn thắng và làm nên một màn nội ngược dòng tưng bừng. Tam tàu tấn công Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino lần lượt để tên lên bảng điểm, trong đó một mình tiền đạo người Brazil chói sáng rực rỡ với cả một cú hat-trick nhấn chìm các vị khách pháo thủ. Huấn luyện viên Jurgen Klopp phát biểu sau trận đại thắng Liverpool 5-1 trước Arsenal để khép lại một năm 2018 thành công mỹ mãn cho nửa đỏ vùng Manchester. Đây rõ ràng là một trận đấu thực sự cuồng nhiệt và hoang dã. Chúng tôi đã chơi rất tốt và làm được đúng như những gì mình muốn. Chúng tôi chơi pressing, gây áp lực mạnh mẽ và chia cắt các tuyến của đối thủ. Tôi không thể nói rằng đây là màn trình diễn đẳng cấp thế giới của các cầu thủ, đặc biệt ở cái cách họ phản ứng sau khi phải đón nhận bàn thua sớm. Hãy nhìn bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và xem. Sadio cướp bóng từ giữa sân và Bobby solo qua cả hàng hậu vệ đối phương. Tất cả đều hoàn hảo và khiến tôi vô cùng hạnh phúc khi thắng đậm một đội bóng lớn như Arsenal đến như vậy. Sau thảm bại ác mộng những ngày cuối năm 2018, huấn luyện viên Unai Emery thất vọng cùng cực nhưng cũng thừa nhận trận thua 5-1 tâm phục khẩu phục. Thậm chí cho rằng Arsenal đúng là cần phải học hỏi Liverpool rất nhiều điều, chia sẻ của nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Chúng tôi đã khởi đầu tốt với bàn thắng mở tỷ số, nhưng đối thủ thực sự khác biệt ở chất lượng và khả năng tấn công. Chúng tôi đã lường trước, chúng tôi đã cố gắng, nhưng chúng tôi đơn giản không thể cản họ lại được. Sau khi thua đến 4 bàn chỉ trong 45 phút đầu tiên, chúng tôi nỗ lực dâng cao trong hiệp 2 để tìm kiếm bàn thắng và ít nhất lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, quả penalty đó đã chấm dứt tất cả và chúng tôi chắc chắn sẽ cần phải cải thiện khả năng phòng ngự của mình. Liverpool đã thăng tiến chóng mặt trong ít năm qua và họ chính là hình mẫu để chúng tôi noi theo học hỏi. Arsenal của Emery dậm chân tại chỗ và nguy cơ bị top 4 nới rộng khoảng cách, trong khi Liverpool đã bỏ xa nhóm bám đuổi lên đến 9 điểm trong cuộc đua ngôi vô địch Premier League mùa này. Tiếp đó Sampdoria trên sân nhà, Juventus chỉ mất 2 phút để có bàn vượt lên dẫn trước. Tác giả bàn thắng mở tỷ số không phải ai khác ngoài siêu sao Ronaldo, một pha xử lý bóng gọn ghẽ, dứt điểm bằng chân phải và góc xa khung thành quen thuộc. Tưởng chừng bàn thắng này sẽ báo hiệu một trận đấu tất niên dễ dàng cho Juventus, nhưng kỳ thực mọi thứ vượt xa tưởng tượng. Thực tế, sau khi có bàn thắng, Juventus chiếm thế chủ động và tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, lần lượt Dybala, Ronaldo hay Mandzukic đều không thể chắt chiu cơ hội. Trong khi đó, Sampdoria thi đấu khá nhợt nhạt và thiếu mạch lạc. Dù vậy, đội khách lại tìm thấy bàn thắng quân bình tỷ số nhờ va. Emre Can để bóng trọng tay trong vòng cấm và sau khi xem lại băng ghi hình, trọng tài chỉ tay và chấm phạt đền từ cự ly 11m qua Grigana sút tung lưới thủ thành Perin để có một giải thứ 9 liên tiếp ghi bàn tại Syria. Nhưng Sampdoria được một lại mất hai, phút thứ 65 va lại đem đến một quả phạt đền vì lỗi trọng tay trong vòng cấm nữa. Lần này Juventus được hưởng lợi và dĩ nhiên một cơ hội như thế Cristiano Ronaldo không thể bỏ lỡ, qua đó khép lại năm 2018 với 49 pha lập công. Những sự tỏa sáng của Ronaldo nhanh chóng bị lu mờ bởi cao trào kịch tính ở những phút bù giờ. Nhận bóng chết bên cánh phải, Samponara thực hiện cú sửa lòng hiểm hóc đưa bóng vào góc chữ A khiến thủ thành Perin chôn chân đứng nhìn. Bảng tỷ số hiện 2 đều và bóng được đưa lại trắng trắng giữa sân. Song va một lần nữa can thiệp và trọng tài xác định bàn thắng không hợp lệ vì trước tình huống ghi bàn, Samponara đã việt vị. Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng 2-1 để khép lại lượt đi mùa giải 2018-2019 với 53 chiến thắng tại Syria, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Juventus đã giành chiến thắng 2-1 trước Sampdoria trong trận đá sớm khiến khoảng cách giữa lão bà và Inter bị dâng lên thành 17 điểm. Do đó, nếu muốn tiếp tục chơi trò bảo đuổi bắt tới Juventus, Inter cần giành chiến thắng trước Empoli. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, dù Empoli chỉ đang hơn nhóm cầm đèn đỏ có 2 điểm. Đúng như dự đoán, Empoli đã chơi vô cùng kiên cường trước đại diện của thành Milano. Đối khách dù nắm giữ thế trận nhưng không tạo ra được quá nhiều cơ hội nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên, ngoại trừ cú sút xa uy lực của Politano. Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Keita Blake đã làm những khán giả đội chủ nhà thót tim sau khi đưa bóng được vào lưới Empoli. Do vậy, bàn thắng không được công nhận khi trọng tài xác định đó là một tình huống việt vị của trung phong Inter. Nhưng như đã được số phận lựa chọn để làm người hùng, Blake rốt cuộc vẫn lên tiếng. Phút thứ 73, từ một pha dàn xếp bên cánh phải của Inter, bóng được câu vào trung lộ, Blake nhanh nhẹn vung chân sút lối chuẩn xác, ghi bàn thắng quyết định của trận đấu. Tỷ số 1-0 được giữ vững cho đến tận tiếng còi chung cuộc, qua đó giúp Inter có được 3 điểm quan trọng để xây chắc vị trí thứ 3. Với riêng Blake, anh đã góp dấu giày vào 5 bàn thắng, 4 bàn và 1 kiến tạo trong 9 pha lập công gần nhất của Inter tại Syria. Ở những trận đấu khác, đội bóng đang xếp thứ tư là Lazio bất ngờ bị Torino cầm chân một đều ngay trên sân nhà. Roma khá hơn khi giành chiến thắng 2-0 trên sân Parma, qua đó chiếm lấy vị trí thứ 5 của Sampdoria. Everyone can see.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like và chia sẻ để mọi người cùng xem. Và hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi các thông tin mới nhất nhé.